Bình Thuận có 8 cửa sông, cửa biển trải dài từ huyện Tuy Phong cho đến thị xã La Gi. Tuy nhiên hiện nay, hai cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng gây khó khăn cho tàu cá ra vào là cửa biển Phan Rí và cửa biển La Gi. Cửa biển Phan Rí thuộc huyện Tuy Phong bị bồi lấp từ hơn 10 năm qua. Ở đây năm nào cũng có tàu cá bị chìm do sa vào bãi bồi. Dù dự án nạo vét đã được giao cho một công ty từ năm 2010 bằng hình thức xã hội hóa, nhưng đến nay khối lượng nạo vét không như mong đợi. Cửa biển La Gi cũng chung tình trạng trên. Chỉ tính từ giữa tháng 2 năm 2024 đến 15 tháng 3 năm 2024, tại đây đã có 10 tàu cá và thuyền thúng bị chìm. Nguyên nhân là do cửa biển bị bồi lấp. Dự án nạo vét đã được đơn vị trúng thầu hoàn tất các thủ tục, nhưng do vướng quy định về thuê mặt nước nên hai năm qua chưa thể tiến hành nạo vét được. Trước bức xúc của ngư dân huyện Tuy Phong và thị xã La Gi, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp khẩn cấp nạo vét hai cửa biển trên để tạo điều kiện cho tàu cá ra vào bóc dỡ hải sản.